về đây nhằm dịp Giáng sinh, cho nên trang trí Giáng sinh ở trong ở bên sảnh khách sạn cũng rất là đẹp. Cái phòng ăn ở trên lầu mình cũng thích, cái sảnh rộng rãi thoáng, rồi lễ tân ngay đó. Mình lên tầng 5, phòng mình ở tầng số 5. Mình đến nhận phòng, rồi sau đó thì ở dưới họ đề nghị cho mình được đổi lên đây. Nhất là mình thích được cái phòng tắm này, có cái kiến để mà che nước, cho nên bên trong ướt, ở ngoài thì khô. Mình rất là thích, rất là sạch sẽ, khang trang. Là Hàng Xuân. Vừa dễ vậy ha. Con là Lan hay là Xuân? Dạ con là Lan. Lan. Bà dạ. 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 Ráng nhớ Lan có chơi là không hả? À? Ăn lời. Dạ. Ơi. Dạ. Dạ cảm ơn con. Dạ. Uống nước miễn phí cô. Nếu mà con có cà phê, cô có uống cà phê nữa thì con lấy cho mấy gói thêm mấy gói. À. Cảm ơn con nhiều. Sao đặc biệt dữ ta? Con thấy là luôn khách mà dễ thương ấy vậy đó. Con quý mến lắm. Vô thì có cái ghế này mình ngồi, hoặc là để vali nhỏ nhỏ trên đó cũng được, ba lô, có đôi dép, có tủ lạnh nhỏ. Đây có tủ rộng rãi sạch sẽ, lấy hành lý bỏ vô đó cũng được. Ở đây có mấy cái tủ mình làm YouTube này kia, làm việc này kia, có kiếm, có ổ điện ngay đây luôn. Đó, có cái kiến nữa, nặng mụn rồi luôn. Hai cái giường rất là tốt, giá thì 550. Mình ở trên lầu 5, nhìn xuống vườn hoa Lạc Hồng, ngay bờ sông, ban đêm. Xe cộ ở dưới đó thì tối người ta cũng đi chơi. Xe nhỏ, xe lớn, đủ thứ hết. Sáng nay mình ăn bún cua riêu ở khách sạn Lạc Hồng. Đây có xà lách dầu giấm, há cảo. Há cảo còn 2 miếng, chắc là đắt hàng. Đây có bánh bao chiên. Ai ăn đồ chay thì có mì xào chay. Gà chiên nước mắm, cơm chiên bò Thái, rau củ luộc, gà nấu cá mồi, bắp Mỹ hấp, với lại cái này chắc chuối cao luộc, súp, bún riêu cua, với lại trứng gà ốp la, có bánh mì, rau cải, thịt nguội, bánh, cái này quen quá, không biết bánh tầm. Đây có khóm, bánh rau câu, mặn, muối nữa, muối ớt, nước juice, nước lạnh, cà phê, trà, sữa. Ở phía bên ngoài đây là cái bờ sông, bờ sông Phú Long. Nhìn qua cái cụm Tâm Long. Đây có cái miếng kiến ngăn cái từng gác lửng nhãn đó. Ở ngoài trước là thông xuống cái sạch. Sáng hôm nay mình ăn salad dầu giấm và xôi mặn. Nó không phải ăn nha, không hết đâu, nhiều lắm. Này buffet, này bún xào. Bún xào. Có xúc xích cháy tỏi, đó là cơm chiên trứng muối, rau xào tập cẩm với lại xíu mại, trứng gà luộc với lại bánh bao hấp. Bánh bao hấp có cái màu tím tím. Màu tím tím là màu bánh bao ngọt, bánh bao ngọt nhưng gì con? Khoai tây. Nhưng mà cái màu tím tím đó là gì đó quên. Lá cẩm. Dạ. Đây có nồi cháo bò bằm. Ăn không hết đâu, nhiều quá. Lựa món nào mình thích.
Đây có bánh tàn ong, rồi có cái bánh da lợn mình cũng thích. Bánh chuối ăn với nước dừa với đậu rất là thích. Ăn bánh mì, ăn hột gà thì cũng có thêm. Rồi buổi sáng nay thì mỗi ngày có một món nóng đó. Món này là món bánh canh. Gì? Khổ tay này kia. Dạ. Bánh chuối, dừa hấu. Sáng nay có Quang để ăn sáng chung với anh chị. Ăn thêm những món này. Sáng ăn rất là nhiều, rất là ngon. Nhiều khi không ăn trưa nổi luôn. Mình đang ở trên lầu 10. Ở phía trong thì có cái quán cà phê, nhưng hiện tại thì không có hoạt động, nhưng mà cũng rất là rộng rãi. Và phía ngoài có cái sân thượng, có thể nhìn thấy bên ngoài có bờ sông. Phía trước mình đó thì là cái cầu Rạch Miễu á. Cầu Rạch Miễu để đi qua Cồn Phụng du lịch này kia, rồi qua Bến Tre. Đây thì nhìn ra bờ sông Cồn Tân Long. Ở đây mình nhìn thấy từ trên cao, cho nên mình thấy cái Cồn Tân Long cả hai bờ, bờ bên đây và bờ bên kia. Sông bên kia thì cái mé bên bển là Bến Tre. Ở dưới này thì vườn hoa Lạc Hồng ở dưới này. Đó, ở dưới phía trước của khách sạn đó. Rồi kế bên đây thì cái ngã ba sông để đi qua bên Cồn Tân Long. Khách sạn này kế bên khách sạn Cửu Long, hôm trước mình có ở bên đó. Khách sạn Trương Dương, hôm trước mình có ở đó 4 đêm. Kế bên đó thì có mấy cái bến đò để có du thuyền đi du lịch sông nước ở Mỹ Tho, Bến Tre. Cái phòng này chứa chừng bao nhiêu khách con? Cái phòng này nếu mà hội nghị á, thì con chứa khoảng 150 khách. Cũng nhiều. Nếu mà ăn tiệc ngồi bàn tròn vậy chắc khoảng chừng 10 bàn là chút. 10 bàn, mỗi bàn chừng mấy người? Dạ mỗi bàn 10 người, con trang bị âm thanh ánh sáng rồi. Quá đẹp đi. Quá đẹp rồi. Có cái cái màn hình kéo xuống này kia, dạ, rồi chiếu projector luôn ha. Ở đây thì còn 60 phòng. Xong. Sức chứa tổng cộng hết khách sạn là có 136 khách đó chú. Tầng ăn này nằm ở tầng 2. Tầng ăn sáng đó ha, sáng là buffet. Chú ở đây cũng được 4 năm đêm rồi, ăn buffet rất là ngon. Bánh này là lạ, cũng đẹp đẹp. Đó, rồi có bánh khoai mì, chú cũng thích ăn bánh khoai mì nữa, cũng ngon. Đây có súp cua trứng cút. Này là cá viên sốt nước mắm. Món này đắt, chảo tôm, còn một que. Thì món cơm sườn chả với thêm trứng nữa. Rồi nước mắm này nghe nói là nước mắm để ăn với cơm đúng điệu hơn. Ở đằng kia cũng có nước mắm khác, chắc là ăn với bún. Hủ tiếu bò kho nha. Cái bánh này giống như bánh miếng nha. Như bò kho. Thì có cháo trắng với lại hộp vịt muối. Có dưa mắm nữa. Sam này có bánh su xê, rồi cái bánh gì nữa đây nè, cũng ngộ ngộ. Lát có dịp ăn thử. Bánh bò nướng, thịt nguội. Có bánh bào chiên, có bánh hỏi mấy màu luôn với thịt nướng. Sáng hôm nay có bún măng vịt. Đây có vịt đây, có măng đây, đúng ha, có bún nữa. Bánh hỏi ba màu, thịt quay, ăn thịt quay nha. Sáng hôm nay có một chương trình hội nghị ở bên trong, cho nên bên ngoài các anh em ở khách sạn đã chuẩn bị sẵn cái phần snack để anh em khi họp xong ra thì có thức ăn nhẹ.
Đây thì mình thấy có mấy thứ bánh anh em đã chuẩn bị tại nơi đây, có nước uống, có cà phê đầy đủ. Rồi trưa thì xuống dưới phòng ăn để có thể dùng bữa tại nơi đó. Chương trình ngày hôm nay là của Heineken 2024, vui xuân rực rỡ. Sẽ tư vấn về gì? Độ tiện lợi. Thứ nhất là dễ dàng mang đi, đúng không? Vì hộp thùng thì sao? Rất là nhỏ gọn, giá thành cũng rất là hợp lý và gì nữa? Làm lại nhanh. Chương trình hội nghị ở lầu 3 cũng sắp xong để nghỉ trưa. Ở dưới này thì nhà hàng đã chuẩn bị sẵn ba cái bàn lớn và có thêm một cái bàn bên trái nữa để cho các anh em nhóm trưởng, họ sẽ dùng bữa trưa tại đây rồi trở lên để tiếp tục tham dự hội nghị. Đây là món thịt gà kho các anh em chuẩn bị, để có rau xào này kia ha, rau củ quả, rồi trứng chiên, thịt bằm ở đây. Đó, có táo xanh là chắc ăn sau cùng đó, với lại canh gì đó, canh khoai mỡ, và chuẩn bị sẵn nóng hổi để xuống để mà ăn. Các anh em đã họp xong rồi, bây giờ xuống ăn trưa ha, có 40 mấy người. Sáng nay ăn bún bò, rồi ở trong nhà bếp có tặng cho hai vợ chồng hai cái ly chanh Quảng Đông. Này có bánh tiêu, mình ăn bánh ít trần với mấy cái bánh tầm, bánh tiêu, xôi lá dứa. Rồi đây có dưa hấu, bánh da lợn. Cà ri vịt. Sáng này có bánh ướt chả lụa. Có tô nuôi nha, nuôi đây. Đó. Có trứng cút nữa. Để há cảo ăn với đồ chua với rau cải cũng hơi lạ ha. Gà chiên nước mắm với lại cơm chiên trứng. Để rau xào thập cẩm với lại cá mòi, bắp mỹ hấp, khoai lang hấp, có chuối nướng nếp với lại bánh bò nướng. Để ở trong nhà bếp làm ra 2 ly nước khóm ép với cà rốt. Cái này cũng lạ, thử coi. Hẹn gặp các bạn ở video kế tiếp. Bye!